Thì tiếp tục mình giới thiệu đến mọi người cá la hán xây lớn. Ok. Đây, con này. Em la hán. Quá trời bự luôn. Cá la hán xây lớn. Xề tay luôn đó mọi người. Con này quá đẹp. La hán xây lớn này. Cái đầu nó lên cái cục bự chà bá luôn kìa. Cái miệng nó cũng kéo thật to ha. La hán xe lớn. Đây mình đang có mặt tại tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm ha. Đó, không gian tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm. Phía trước là bạn đang tư vấn cho cá. Cá cho khách mua nè. Nói thì kéo luôn. Đây bạn Thanh Liêm đang tư vấn bán cho khách cái đồ hút oxy thì kìa. Trời ơi, cá này quá đẹp luôn mọi người ơi. Sâu rồi. Ở tối tối lắm. Tối luôn mà. Quá đẹp. Bên cạnh dòng cá la hán xe lớn thì bạn có cá chép nè mọi người. Em cá chép này con nó sao nó khờ khờ. Này, quá đẹp luôn. Đây có con cá đi kia nữa nè. Con này đẹp ghê không? Combo. Đây là nguyên cái hồ cá. Cá bảy màu hả? Cá lóc thôi là mọi người. Dumbo. Đây là bạn Thanh Liêm dời cái thành mấy cái cá mới hết trơn. Coi đen. Full gone. Cho mọi người xem mấy cái kệ cá của bạn Thanh Liêm hôm nay bạn đổi thành một cái góc mới. Trưng bày khác lạ ha. Khác với mọi khi. Còn bên đây là một cái chiếc trôi mini. Chiếc trôi. Quá trời luôn, một góc cá chiếc trôi xong. Hôm nay con cá bự bằng kia luôn.
một cái hồ cá siêu to. Đây là cá ba đuôi. Ba đuôi này có màu đỏ nè, có màu đen nè. Nhưng ba đuôi nhỏ nhỏ. Đây ngoài ra bạn Thanh Liêm có bán trùng chỉ nè mọi người, nó sâu gạo chứ. Trùng chỉ đây nè. Đây có mấy con cá chê, cá mập trắng vậy nè, cá chê Benda. Chê Benda nè mọi người. Cá mập trắng nè. Thôi được rồi. Để lấy cái đèn gọi. Ôi, nhìn nó đẹp chưa? Ồ, nhìn sáng ghê luôn. Cái nào sáng? Cái nãy sáng ghê luôn. Ờ, sáng hơn thật luôn nè. Nhìn đẹp con cá ghê ha. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Đây bạn Thanh Liêm trang bị hệ thống đèn led đó mọi người. Bạn Thanh Liêm có bán bên đó nữa ha. Nhưng mà cả nhà mình có mua cá thì có ra đầu lộ cái thia chỗ sân bay Quốc Vinh đó, thì bạn Thanh Liêm sẽ tư vấn cho mình rất là nhiệt tình và bật cái hệ thống đèn cho mình xem mẫu luôn. Nếu được thì mình sẽ mua, mà không được thì thôi. Giống như cái hồ cá này nè. Có mấy đứa nó coi clip với lại mua. Gì hả? Tại vì mấy kêu anh nó ra quay chợ. Con gà anh mới đi Vũng Tàu về mệt quá, cái đau họng cái làm biếng nói chuyện. Lâu lâu anh trong cửa đấy, không tầm tháng này đến hai đứa à. Tiếng đèn. Xe can sọc ngựa. Tôm kiển nè mọi người. Rồi đây là mấy con cá mái nè. Mấy em cá mái này có con rồng sáu sừng màu đen. Rồng sáu sừng màu đen. Cá đỏ đỏ không nè. Dễ quen. Cánh bườm dễ quen. Đây mình sẽ cho mọi người xem mấy em cá của mình Thanh Liêm nha. Cá ly thia nè, xin xanh nè, xin xanh nè. Ồ, quá trời xin xanh luôn. Đây đây ngoài ra bạn Thanh Liêm có bán mấy cái hồ để nuôi cá nhỏ nhỏ mini này, nhìn khá là dễ thương ha mọi người. Cho cá ăn Thanh Liêm. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem mấy con em cá này bạn Thanh Liêm trưng bày trên đây nè. Ôi, nhìn đẹp quá. Từng con một luôn. Quá xá đẹp. Đây cận cảnh một em cá ly thia tay bơi á mọi người. Đây, thấy con này cũng đẹp ghê. Rồng sáu sừng. Con này nó màu xám tro. Rồi có em cá mái đi đi mà bụng nó to đùng luôn. Hai con đó. Cá mái. Đây là những em sâu gạo của bạn Thanh Liêm ngày hôm nay. Sâu gạo này mình cho mấy con cá to ăn đó mọi người. Mấy em cá nhỏ nè. Cá này cá dừa dừa.
Wow, nhìn đàn cá bảy màu Dumbo này ăn dễ thương ha. Anh Thanh Liêm mới vừa bỏ thức ăn vô cái nó bu đông nghẹt luôn, nó bu lên mặt nước đó. Này mấy con cá bảy màu Bungo nó cũng bò lên mặt nước ăn. Ôi sao mình thích con cá lóc này quá ha, cái nhìn cái mình nó đẹp ghê luôn á, giống như kim tuyến vậy đó. Đàn cá mập trắng. Đó. Có em cá chê panda nè. Đây đây này, con này nó bơi lẹ quá, nó bơi giỏi quá nha. Rồi nó rút vô gốc cây rồi. Dưới đây có hai con. Quên giới thiệu với mọi người, đây là thùng ốc táo của bạn Thanh Liêm nè. Rồi nó để trứng luôn nè mọi người. Mọi người để ý không, thấy nó để trứng luôn á. Ốc táo để trứng quá trời luôn. Ba bạn Thanh Liêm nuôi trong cái hồ kính cho mọi người. Cá mái này siêu to luôn, bụng to.